Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin về chăm sóc sức khỏe làm đẹp tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là hãy cùng nhau đi tìm hiểu về một trong những em tẩy trang vô cùng hot của Innisfree nhé. Đó chính là dòng tẩy trang lúa mạch của Innisfree. Mọi người đừng nghĩ đây là bông tẩy trang nhé, vì đây nó là khăn giấy tẩy trang đã được thấm một lớp dầu và nước tẩy trang rồi. Với việc thấm như này thì mình sẽ sử dụng dễ dàng hơn, ví dụ như là mình đi du lịch, đi công tác hay là mình đi xa ấy, mà mình không cầm được cả lọ tẩy trang hay là lỉnh kỉnh đồ trang điểm ấy, thì mình sẽ chỉ cần cầm một cái gói đây thôi, và mỗi lần mình chỉ cần bóc ra như này, lấy một tờ giấy từ bên trong ra là mình có thể tẩy trang được rồi. Và khi mà Kiều Anh quyết định làm về cái em này thì có khá nhiều bạn thắc mắc hỏi Kiều Anh rằng là dòng tẩy trang lúa mạch này có gì khác so với cái dòng tẩy trang dầu ô liu mà lần trước anh làm ý. Thì nếu mà mọi người chưa xem cái dòng tẩy trang ô liu đấy thì có thể tham khảo thêm video ở bên dưới này nhá. Nếu như cái dòng tẩy trang ô liu thì nó thường dành cho những người bạn mà da hơi bị khô này, hay là da khô bình thường, da hỗn hợp, da nhạy cảm, thậm chí là da dầu. Thì với cái dòng tẩy trang lúa mạch này thì bọn mình có thể dùng được cho da cực kỳ khô, nghĩa là da mình khô hẳn luôn đấy. Với cả là những bạn mà da mà chúng ta có nhiều nám, tàn nhang, rồi là đồi mồi chân chim, thì chúng ta sẽ thích hợp sử dụng cái dòng này hơn. Bởi vì với chiết xuất từ lúa mạch thì cái dòng tẩy trang này, khăn giấy tẩy trang này thì đã được chứng minh là có 3 hợp chất AHA ở trong này. Từ đó thì vừa dưỡng da cho bọn mình này, vừa làm sạch sâu này, đồng thời là nó là một trong những cái bước cung cấp dưỡng chất để mà da của mình loại bỏ những cái vết nám tàn nhang luôn. Và điều đặc biệt của dòng tẩy trang Innisfree lúa mạch này đó chính là các cellulose có trong dòng tẩy trang này thì sẽ có khả năng là loại bỏ các tế bào xấu, các tế bào làm xấu da ở trên mặt của chúng ta này. Đồng thời là dòng tẩy trang lúa mạch này còn có khả năng là tái tạo da cho mình, đồng thời là làm sạch rất là sâu. Chính vì vậy nó là một trong những dòng tuyệt vời dành cho những bạn da đặc biệt khô và da có nhiều vết tàn nhang hay là nhiều khuyết điểm ấy, thì chúng mình nên sử dụng dòng sản phẩm này. Và thực sự thì để mà nói thì bây giờ dùng thì mọi người thì thường hay lo là khi mà mình dùng nước tẩy trang da sẽ bị khô đúng không? Và thậm chí ngay bây giờ cả Oanh cũng thế, khi mà Oanh dùng cái dòng sản phẩm nước tẩy trang thông thường, khi mà tẩy trang đi ấy thì da của nó sẽ ngay lập tức mốc trắng lên ngay sau đó luôn khi mà cái nước tẩy trang thẩm thấu hết vào da. Nhưng mà trên thực tế nếu mà mình dùng cái dòng giấy tẩy trang như thế này thì nó sẽ không làm khô da mình đâu. Ngoài ra nữa là các hợp chất ở trong này nó vẫn giữ được độ ẩm cho da, cân bằng độ pH, đồng thời là nó vẫn làm sạch sâu da. Nhưng mà các bạn hãy nhớ cho anh nhá, là dù làm sạch thế nào thì sau khi bọn mình tẩy trang xong thì vẫn nên rửa mặt lại với sữa rửa mặt, và đồng thời là bọn mình nên đắp mặt nạ để da của mình được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, chúng mình hãy cùng đi xem là anh tẩy trang như thế nào nhá. Ta-da! Các bạn thấy không, đây là gương mặt của anh sau khi sử dụng tẩy trang lúa mạch của Innisfree xong. Cái cảm giác của anh sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì mùi nó khá là thơm, và mình tẩy thì chỉ cần một lần thôi là nó cũng đã sạch rồi. Như mọi người có thể thấy đây, từ mắt, môi thì anh giữ lại nhé, tại vì bỏ son đi trông nó rất là nhợt nhạt. Tuy nhiên thì các lớp trang điểm khác trên mặt của anh thì hiện tại đã sạch rồi. Và với sản phẩm này thì dùng nó không có bị kích ứng gì cả. Và sau khi tẩy trang xong thì anh cũng đã làm sạch với da mặt rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không? Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này thì hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm tẩy trang của Innisfree nhé. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết cách chọn dòng sản phẩm khăn giấy tẩy trang phù hợp với da của mình, đồng thời là biết cách chăm sóc da của mình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.